Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin thể thao 24/7. Hôm nay, chặng 7, chặng áp chót của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019 đã diễn ra. Chưa năm nào cuộc đua cho chiếc áo vàng lại kịch tính như giải năm nay. Áo vàng dù mới chỉ có 3 người được mặc, nhưng cũng chưa ai giữ được nó nhiều hơn một chặng đua cả. Tay đua duy nhất bảo vệ được áo vàng là Im Jae-yeon ở hai chặng đua đầu tiên. Anh cũng là người xuất sắc về nhất và giành áo vàng ngày hôm qua. Thế nhưng chỉ sau một chặng đua ngày hôm nay thôi, áo đã đổi chủ và thậm chí cơ hội để tay đua người Hàn Quốc giành lại nó ở chặng cuối đã gần như là không còn nữa. Thời tiết nắng nóng sớm báo hiệu cho một chặng leo đèo khốc liệt phía trước. Việc sprint 1 chỉ cách điểm xuất phát 22 km khiến các tay đua buộc phải bung sức ngay từ đầu, đẩy tốc độ của cả đoàn lên tới hơn 50 km/h. Và người nhanh nhất giành giải thưởng dọc đường là Luis O'Connor của Philippine Navy Standard. Tuy nhiên, quãng đường dốc sau đó mới thực sự là nơi để các tay đua nổi tiếng về khả năng leo đèo thể hiện. Bất ngờ đã xảy ra ở đèo Phước Tượng khi người cán đích nhanh nhất lại là một tay đua của Việt Nam, đó là Nguyễn Văn Dương của đội Hà Nội. Trên đà hưng phấn thì Văn Dương tiếp tục duy trì tốc độ trong nhóm đầu và tạo ra thêm một bất ngờ nữa với chiến thắng ở ngọn đèo Phú Gia. Nhưng thử thách lớn nhất của chặng đèo Hải Vân với độ dốc lớn và dài, đẳng cấp thực sự của đương kim áo đỏ tại giải là Javier Perez mới được thể hiện. Tay đua của đội VOS Thành phố Hồ Chí Minh là người chinh phục đỉnh đèo Hải Vân đầu tiên và nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh áo đỏ năm nay. 50 km cuối cùng, đoàn đua chia thành tới 6 tốp. Im Jae-yeon, tay đua đang giữ áo vàng với khả năng bứt tốc ấn tượng ở những cung đường bằng, nhưng ở chặng leo núi hôm nay thì anh không thể hiện được nhiều và rớt lại ở tốp cuối. Người về đích đầu tiên là Paul Morales của Philippine Navy Standard. Về thứ hai là Quang Văn Cường của đội Lộc Trời An Giang. Với việc về đích trong tốp đầu, Luis Desriac đã thành công trong việc đoạt lại áo vàng. Có thể nói chưa năm nào đổi chủ áo vàng gay cấn như năm nay. Trong top 6 tay đua đang có thành tích tốt nhất, có tới 3 tay đua của Việt Nam và khoảng cách gần nhất giữa Quang Văn Cường với Luis Estriac chỉ là 9 giây.